Chiều 21 tháng 9, tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 đã báo cáo về trường hợp người nước ngoài mắc COVID-19 sau khi rời Việt Nam. Cụ thể, nam thanh niên mang quốc tịch Sri Lanka trước khi rời khỏi Việt Nam ngày 12 tháng 9 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 18 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông báo với Ủy ban nhân dân quận 7 về việc người này mắc COVID-19 tại Sri Lanka. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền và lực lượng y tế quận đã khoanh vùng khách sạn nơi bệnh nhân cư trú trước khi về nước, đồng thời điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân trong 28 ngày trước đó. Qua rà soát, lực lượng chức năng quận 7 xác định có 15 người tiếp xúc với bệnh nhân, gồm nhân viên, quản lý khách sạn và bạn ở cùng phòng. Trong đó, một người tiếp xúc gần được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung quận 7. 14 người còn lại theo dõi sức khỏe tại nhà. Kết quả xét nghiệm 15 người này đều âm tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng cũng phun xịt, khử khuẩn khách sạn phòng dịch COVID-19.